liên quan vụ việc siêu xe Ferrari 488 GTB đâm vào gốc cây xảy ra tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội hôm 21 tháng 7 vừa qua. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu căn cứ vào các thông tin đã nêu, có 3 trường hợp có thể xảy ra. Trong trường hợp Volvo Hà Nội nhận sửa chiếc xe thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Volvo Hà Nội. Theo điều 597 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong trường hợp kỹ sư của Volvo Hà Nội nhận sửa xe thông qua sự giới thiệu và đề nghị của Ferrari Việt Nam thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Ferrari Việt Nam. Khi đó, Ferrari Việt Nam sẽ phải đứng ra bồi thường cho chủ xe. Tiếp đó, Ferrari Việt Nam có quyền yêu cầu người có lỗi trong vụ việc là kỹ sư hoàn trả số tiền đã bồi thường. Trường hợp thứ ba, kỹ sư tự nhận sửa chữa bên ngoài, thỏa thuận riêng với chủ xe mà không phải thông qua Ferrari Việt Nam, cũng không thông báo với Volvo Hà Nội thì trách nhiệm bồi thường thuộc về kỹ sư sửa chữa, các pháp nhân khác không phải bồi thường. Sau khi xác định rõ vai trò của các bên liên quan thì sẽ xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về bên nào.